Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới an lành. Hôm nay mình chia sẻ về cách giảng dạy của những em học sinh ở Mỹ các bạn. Những hình ảnh này là lúc con trai mình nó học lớp 5 đó các bạn. Nhưng mà bây giờ thì nó sắp chuẩn bị vô đại học rồi. Thì mình thấy những hình ảnh này thấy đẹp cho nên mình muốn để làm kỹ quay lại để làm kỷ niệm, và mình muốn chia sẻ cho những các bạn biết là cuộc sống ở Mỹ thì những đứa con nít nó học á, thì như thế nào. Là cái bản này là nói về mình chia sẻ về hai chủ đề. Chủ đề thứ nhất là tác phẩm sáng tạo và xếp giấy, thứ hai là nghiên cứu và phát minh sáng chế. Các bạn thấy là nó phải sáng tạo ra 100 cái mẫu, mà nó phải xếp ra đủ 100 cái rồi nó dán lên trên bảng này nè các bạn. Rồi xong rồi nó phải đem vô trường nộp. Thì như là nó sáng tạo nó xếp là hoa này là thuộc loại là hoa tulip nè các bạn. Rồi nó vẽ nhà, rồi nó vẽ cây tre, tại vì nhà mình có bức tranh về ở Việt Nam á các bạn, cho nên nó thấy những cây tre vậy, cho nên nó tự động nó vẽ ra, rồi nó xếp mà những cái con như con cá và con bạch tuộc, rồi nó làm những con chim. Rồi nó cắt bông, mà mình thấy là chỉ có lớp 5 thôi mà làm trình độ dày là thấy nhiều ha các bạn ha. So với các nước khác thì mình không biết sao, nhưng mà theo như ngày xưa mình học ở Việt Nam thì mình thấy lớp 5 thì làm những cái vấn đề thủ công á, thì rất là đơn giản, không có như ở đây các bạn. Rồi nó thấy bức tranh mình treo trong phòng á, là có cái cầu đi qua, rồi có những cái người nông dân mà gánh lúa gánh đồ đó bạn. Rồi nó tự động nó nhìn theo, rồi nó vẽ, rồi nó xếp thành những con tàu, rồi nó xếp những cái hình con ớt đó các bạn. Thì mình thấy cái này cũng hay, cho nên mình muốn chia sẻ lại cho các bạn, và mình muốn để dành lại kỷ niệm để khi mà mai mốt mà nó có gia đình thì nó mở ra nó xem là nó coi, thì nó nói con với con nó là nó cũng ngày xưa nó cũng học những cái cách thức này này vậy các bạn. Các bạn thấy nó xếp thấy đẹp không? Chủ đề thứ hai là nó nghiên cứu về những nhà phát minh sáng chế ra máy bay các bạn. Nó phải lên, mới học lớp 5 mà phải lên trên computer là check là coi như hai cái nhân vật này là sáng chế ra cái máy bay này nè các bạn. Rồi phải chụp những tấm hình photo ra rồi làm những cái chứng minh á, rồi như là, và nó phải coi về cái tiểu sử, coi về tiểu sử của hai cái nhân vật này hả các bạn. Đó, nó phải, rồi nó ngồi nó phải đánh máy ra.
bạn thấy nó ngồi nó phải đánh máy ra rồi nó những cái hình ảnh máy bay nè. Thì mình thấy cái này ở nước Mỹ này á, nó dạy cho những đứa trẻ phải là động não dữ lắm các bạn. Không không có phải như ngày xưa mình học, thì chỉ mình ở Việt Nam á, mình chỉ học là cái dạng là học thuộc lòng thôi. Mình nhớ lại khi mà mình đi học học lớp 12, mình bắt đầu mình chuẩn bị mình vô đại học á, mình phải học. Rồi mình học lấy cái bằng tốt nghiệp lớp 12 thì mình phải học biết bao nhiêu, phải học thuộc lòng từ cuốn sách này tới cuốn sách khác. Còn ở nước Mỹ này á, thì nó chỉ dạy là coi như là mình học là mình hiểu, rồi mình phải phân tích ra, rồi xong rồi mình phải tìm tòi những cái gì mình rồi mình mới viết vô, chứ không phải mà học như ở Việt Nam mà học thuộc lòng. Mình nói đây là mình nói là mình phân tích vậy thôi, nhưng các bạn đừng có nghĩ là mình nói ở Mỹ thì nó sống ở Mỹ thì cái gì nó cũng tốt hay nọ. Đừng mấy các bạn đừng nên ném đá cho mình ha. Mình thấy vậy thì mình chỉ phân tích vậy cho các bạn thấy thôi. Mà trình độ này là nếu như ở Việt Nam thì mình nghỉ lớp 5 thì không có làm được những cái vậy đâu các bạn. Mình thấy những cái này hay cho nên mình muốn chia sẻ, rồi mình để dành lại cái kỷ niệm nữa. Video của mình đến đây là kết thúc ha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu các bạn thấy video mình hay thì các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nếu như mà video này có những bạn có thắc mắc gì thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình để mình biết ha. Bây giờ mình bye bye các bạn. Bye bye.